Đem sách đỡ túi cho, anh đi làm đi không muộn. Không được. Để anh gọi Sâm công nghệ đến tận nơi đón em đi đã, rồi mới yên tâm đi làm được. Anh làm như kiểu em vẫn còn bé lắm ấy, em tự gọi cũng được. Anh đi làm đi. Mày cứ lơ ngơ lơ ngớ. Nếu người ta chở mày đi bán sang Trung Quốc thì làm sao? Thì em lại được làm cô dâu, anh đỡ phải nuôi em ăn học. Bé này, đầu óc linh ta linh tinh, suốt ngày chỉ làm biếng thôi. Bây giờ anh gọi xe ôm tới, chở mày vào tận bến. Đồ đạc nhiều thế này mà đi bộ vào, nặng lắm đấy. Mở bến xe nhá, nhiều cò mồi lắm. May mà không cẩn thận nhá, bị giật đồ đấy. Vâng, em biết rồi. Đây là 20 triệu, mang về cho bố mẹ để trả nợ cô Thu, nhớ chưa? Nhớ đấy, mày học thật tốt vào. Học xong ấy, nên là học cho anh nuôi. Vâng. Nhưng mà anh gọi xe đi, không muộn giờ mất. Nhỉ, mà nói chuyện quên mất tiêu. Anh em nhà này tính đi đâu ấy? Em chở cho, em lấy giá rẻ. Anh là xe ôm à? Vâng, em xe ôm đấy. Anh yên tâm đi, em lấy rẻ, cực kỳ rẻ luôn. Uy tín. Thế từ đây ra bến xe nước ngầm bao nhiêu? Bến xe nước ngầm bình thường người ta lấy 1 lít đấy. Nhưng mà em ưu đãi, em lấy 8 xích á, 80, rẻ hả? Hôm trước nha, em đi từ bến xe nước ngầm về đây hết có 60 thôi. Bây giờ anh lấy 80, thế mà bảo ưu đãi. Lấy đắt thế, thế thôi, anh gọi xe đi anh. Ui tệ, thôi từ từ, em gái danh. Thôi rồi, 60 à, lấy xe đi anh. Vậy thì 60.000 nhá. Rồi. Nhưng mà này, anh chở em gái tôi vào hẳn trong bến, đỗ ở chỗ đỗ xe luôn, tôi thêm 10.000 nữa. Ok à, được, no vấn đề à. Đi, 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 lấy em gái, em. Anh chở đi em. Đây, cần mấy tiền, tí mới trả tiền người ta. Vâng ạ. Lấy đi em gái. Đấy, đồ đạc. Đấy. Anh cháu. Đấy, buổi khó khăn. Đi cẩn thận nhá. Đấy, buổi khó khăn. Đi đâu? Em đi đây. Đấy, chị đưa bú vào chị. Trời, xe lâu ngày không đi, lại bị vấn đề. Chị ơi. Xe bị sao thế anh? Quá anh chẳng biết nữa, chắc bị chết máy rồi em ạ. Ui, bị chết mất. Đợi anh sửa xe thế này thì em muộn giờ mất anh ạ. Sửa thì cũng nhanh thôi, xe nó tập tí tí mà. Bây giờ đầy một hai cái nó kiểu dím chạy. Nhưng mà phải có người đẩy sau cơ. Em chịu khó đẩy sau giúp anh nhá. Sao xe của anh rắc rối thế? Xe anh sao rắc rối bằng mấy bọn con gái như em được. Đặc biệt gái xịn như em càng rắc rối. Anh khéo miệng đấy. Nhá, đẩy hộ anh tí nhá. Thôi được rồi, để em đẩy giúp anh. Rồi. Nhá. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Em ơi, xe... Chưa được hả anh? Xe nó mãi không lên em ạ. À, bây giờ nhá, em đưa túi cho anh đi. Anh đeo trước người cho nặng. Em đẩy một phát, con lực phát là đi luôn. Ồ, anh cầm hộ em cái. Em thấy đeo túi đẩy nó cũng vướng nữa. Đấy, hợp lý. Đúng không? À. Chắc nhá, 1, 2, 3 phát là đi luôn nhá. Ờ. À, chuẩn bị nhá, chuẩn bị nhá, đi luôn này. Ngon rồi. Cái gì này? Sao toàn giấy này? Lợi dụng công việc xe ôm chân chính để lừa đảo người khác. Hành vi phạm tội của anh đã bị tôi bắt được. Này, mày lừa tao à? Sao? Gợi ông đập lưng ông thôi. Cái loại thất nhân thất đức như mày ấy, lừa người ta vào đường cùng thì được, còn người khác đi lừa mình thì lại không được à? Này, mày nói cái gì thế? Bỏ ra! Điên à? Con ngoan, lắng nghe một tí. Rồi tí nữa mẹ con mình đi vào viện nhá. Mình nghỉ một tí thôi.
Đây mẹ cho con bú nhá. Tội ghê. Này, tự nhiên bà bảo tôi tội là sao? À, hay là bà bắt nạt tôi nhiều quá. Bây giờ xin ra cái tấm lòng từ bi đúng không? Ông ấy có mà đánh cả ngày cũng không từ bi nổi. Ô ơi, thế bà nói cái gì vậy? Ông nhìn bên kia kìa. Đấy, cái chị kia kìa. Bế con một thân một mình, tay xách nách mang, như kiểu là từ quê lên ý. Hình như là đưa con đi chữa bệnh hay sao. Thế mà đi có một mình. Đàn ông các ông đúng là phũ phàng lắm. Ô, này 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 này, đang chuyện nhà người ta nhá, bà lại quàng sang đầu tôi là sao? Bà bị hâm à? Chị à, hai mẹ con đi đâu ấy? Đi xong không? Em chở đi ra Hữu Nghị. Từ đây ra bệnh viện Nhi Đồng hết bao tiền anh? Bệnh viện Nhi Đồng à? Cũng xa đấy. Nếu bình thường là 80.000 cơ. Nhưng mà thôi, hoàn cảnh chị như này thì tôi lấy 50.000 nhá. Hợp lý quá anh chị. Thôi, 50.000 vẫn đắt quá anh ạ. Thả đi buýt còn hơn. Ôi tề bà chị này. Ôm con xong rồi cầm đồ cầm càng cảnh bước lên xe xuống nhọc nè. Thôi rồi, em lấy 30.000 tiền đổ xăng làm phước được chưa? Thật thế ạ? Ôi, may quá. Đấy. Đấy. Cái gì? Gì? Bây giờ nhá, đồ của chị để lên trước này. Đấy, chị mỗi việc bế đứa bé thôi nhá. Thôi, cái này để tôi giữ. Ông này, ở đời ý, cũng có những người tốt thật đấy. Những người nghèo lao động, họ lại có lòng thương lẫn nhau. Bà làm nhảm cái gì đây? Thì đây này, cái anh xe ôm kia kìa. Lấy chị ấy nhá, chỉ có 30.000 xe ôm. Coi như là chỉ tính tiền xăng thôi đấy. Không được rồi, đuổi theo họ đi. Ơ, sao thế? Thế giờ tôi đi bộ qua ngã ba kia. Xong rồi chú chờ mẹ con tôi rồi chờ chúng tôi đi nhá. Căng nhỉ? Được rồi, bây giờ chị đưa túi sách đem cầm cho. Trên đoạn kia nó cũng có hay cướp trộm cướp lắm. Này, chị la lớn nga lớn ngớ xong rồi nó không cướp túi chị đâu. Mà nó cướp con của chị nữa cơ, kinh lắm. Ghê vậy cơ, đang bé này mà cũng cướp cơ. Vâng, ở đây mấy vụ rồi, cứ lớn nga lớn ngớ như chị tưởng quay mới lên kiểu gì dính trưởng. Thôi, chị đưa em cầm cho. Xong rồi đi kia cho em một đoạn nhá. Ghê vậy, tôi không dám đi nữa. Sao đâu, ở trên kia có công an trực và nếu mà chị có tình nghi thì nhá, chị hét toáng lên là mọi người kiểu gì ra giúp chị nhá. Thôi đưa em cầm đâu. Thôi rồi. Thế chú giữ giùm tôi nhá. Tôi đi ngã ba kia rồi chú chờ tôi nhé. Ồ vâng vâng, chị yên tâm đi. Em đi đến ngã ba em chờ chị tiếp nhá. Dạ vâng. Chị đi cẩn thận nhá. Dạ vâng. Ôi trời. Đỏ chót đấy, mạnh thế, đẹp kê, mất rồi. Chắc chắn chứ. Thông tin mà tôi hỏi được là hôm nào hắn cũng ngồi ở đây nếu như ế khách. Chuẩn bị diễn. Được thôi, hắn đã thích diễn đi thì diễn, để xem màn trình diễn của hắn hay hơn hay là của tôi hay hơn. Anh có nhân tính không à? Mẹ con người ta đã khổ sở lắm rồi, thế mà anh còn lừa đảo, lừa tiền đi khám bệnh của đứa bé nữa. Anh chị ơi, em sai là em hứa từ sau em sẽ không làm như thế đâu ạ. Anh chị có thể hoan hồng thương em nữa quá. Chẳng qua là dịch dã tân nhất đến nơi rồi em mới...
anh không thể vin vào dịch bệnh hay Tết nhất để làm việc xấu được. Hành động của anh đầu tiên là vi phạm pháp luật. Hơn nữa này, nó ảnh hưởng vô cùng xấu đến mẹ con chị gái này. Việc thứ hai, việc anh mượn danh nghĩa xe ôm sẽ làm xấu hình ảnh của những xe ôm chân chính. Mời anh về đồn công an làm việc. Hắn đã khai ra cái chỗ cất đồ của chị. Trong túi kia, số tiền của chị vẫn còn nguyên đấy. Còn trong đây thì có một chút gọi là của em và bạn em. Muốn động viên, mong cho bé mau khỏi bệnh ạ. Ôi chị cảm ơn cô cậu nhiều lắm. Nhờ có cô cậu mà chị mới bắt được tên đấy. Không, chị mang ơn cô cậu á. Chị cảm ơn nhá. Không có gì đâu ạ. Bây giờ chị đưa bé lên viện đi. Chị nhớ nhắn số phòng cho bọn em nhá. Hai đứa em sẽ lên thăm hai mẹ con chị. Ok. Chị lên đây.